ai mà có khả năng mình biết được nhà anh đó ở đâu để xác nhận là anh đó đang giúp mình phải đúng anh đó không, thì mọi người là anh bạn công này là có xác nhận là đúng anh Hạ, đúng anh Hạ đang giúp mình đó. Thì em trai có thể là em nói cho là em tên là gì, em ở đâu tới không? vâng, em chào anh. Em tên là Phát, em đến từ Quảng Ngãi. Em cũng là từ Quảng Ngãi luôn. Dạ vâng. À, giữa em với bạn trai bên này là có mối quan hệ gì, có gần nhau Dạ có, em cũng tên gần nhau luôn, là Bảo Thăng. bạn thân rủ nhau đi. Rồi rồi, ok. Dạ. Anh sẽ hỏi Phát là anh sẽ hỏi em là em sang Campuchia là cùng ngày cùng giờ, cùng ngày gọi là cùng thời điểm, hai người đi chung xe, Cùng chuyến đi. à, cùng hội cùng thuyền đúng không? Trong những ngày vừa qua em thấy cuộc sống ở Campuchia như thế nào? Em bản thân em thì anh thấy thân hình em có thể là lớn hơn người khác, bởi vì anh đã từng phỏng vấn rất nhiều người ở đây. Rất nhiều người bị thân hình lớn là bị chịu đòn rất nhiều. Bản thân em có bị như vậy không? Không anh, Không à. mới qua thôi. À, Thì mới trong qua. thời gian tiếp cận của nó thì nói chung thì mình cũng nghe lời nó, thì cái sắp xếp thôi thì mình cũng nghe vậy để đỡ phải chịu những đòn tra tấn này. Em có sợ ở bên Campuchia những người đó người ta tra tấn mình, người ta đánh đập hành hạ mình không? Dạ, cũng sợ chứ, Sợ hả? cũng nghe sơ qua rồi mà không biết mình cũng đã nghe rồi nhưng không ngờ mình lại ra một hoàn cảnh đó. Hai anh em đi cùng chuyến xe từ Quảng Ngãi để sang đất nước Campuchia, đất nước bạn để kiếm tiền về phụ giúp gia đình. Em đi đến đâu, hai anh em đi đến đâu thì ai là người phát hiện trước là cái quá trình này mình có thể bị lừa? Anh em cũng qua tới thủ đô luôn rồi À, thì mới biết qua thủ đô Phnom Penh rồi, tới có là sang đất nước cái Campuchia. nhà của xe vận chuyển đó, thì lúc đó thì em mới biết là bị lừa nhưng mà không làm gì được. Trên đi trên chuyến xe đó là để chuẩn bị trở sang bên Campuchia đó là đi mấy người? Đi 5 người. 5 người, trong đó còn là có bao nhiêu người, là hai hai người rồi, hai anh em rồi, thế còn ai nữa, còn ba người nữa là những nhân vật nào? 3 người nữa thì cũng không biết nữa. Bây giờ thì chắc họ rất Nhưng là mà nhiều. những người đó là những người cũng là nạn nhân hay là những người đó những người mua chuộc, những người đưa đưa người đi? Cũng là nạn nhân, À, cũng không biết em nữa. bản thân em sang bên đó thì em phát hiện là bị lừa. À, chủ ở đó, người ta quản lý đó, người ta có thông báo với em là người ta mua em số tiền bao nhiêu tiền không? Có Bao nhiêu tiền em? là người bên đó là nói mua em với giá là 2.000 đô, 2.000 đô, là hai tương nghìn đương với đô khoảng là 48 triệu đồng tiền Việt Nam mình. Lúc bây giờ thì em nghĩ em phát hiện được và phải người ta đã mua em 2.000 đô là em nghĩ trong người làm sao? thì cũng nghĩ bản thân mình là như bùa bạc bị bán đi. Bây giờ là nó vô cầm bên này, bây giờ nó muốn lồn mình cái gì thì họ lồn thôi. Bây giờ mình cũng thấy được rồi, Đến lúc bây giờ rất đau đúng cũng không biết lồn gì được nữa, nó tán ra chịu được Em có hay nghĩ cách là em có tìm cách để em bỏ trốn không? cũng suy nghĩ Cũng suy nghĩ nhiều. tìm cách. Nói chung là cũng chờ một cơ hội sơ hở của nó thì mình Căn chờ cơ hội để trốn trở về chỉ Việt cần Nam mình. ra được ngoài thôi là chạy nhảy bó sống bó chết thì cũng phải Cái ra thời ngoài. điểm bây giờ này em nhắm như vậy, em nghĩ trong lòng như vậy, là em các anh em bàn nhau để tìm cách bỏ trốn như vậy. Nhưng em thực sự là cái con đường mà để bỏ trốn ấy, em nghĩ là lúc bây giờ nó có dễ dàng hay nó khó khăn đối với mình? Quá khó khăn. Quá khó khăn. Có người canh gác không em? Có nhưng mà lúc này là nó sơ hở, có một cái sơ hở như Đó. vậy nên em mới trốn thoát dễ, chứ nếu bình thường thì chắc cũng không có cơ hội. Bình thường là bây giờ chưa có cơ hội để trở về Việt Nam một Chưa, cách không thể nào an có. toàn dễ này, đúng không? Hiện nay thì em còn sợ không? Em về từ đêm rồi nhưng mà hiện nay đến giờ phút này em còn sợ không? Em còn mơ tưởng gì bên đất nước Campuchia? Em có khi nào ngày nào em nghĩ lại em có thể em quay trở lại sang đó chơi hoặc du lịch hoặc em đi làm bên đó một thời gian nữa không? Em có Nếu ngày mà nào em đi chính ngạch thì chắc em đi, chính này? nhưng mà đi chui thì thôi. Bản thân em nghĩ hiện nay anh được phỏng vấn, anh được biết rất nhiều trường hợp đi chính ngạch, đi bằng đường máy bay, đường hàng không mà đi bằng công ty luôn vẫn bị lừa. Em không nghĩ điều đó. Nếu em đi thì em đi rồi mấy người, người quen rồi đi qua đi về, đi xe đi cửa rồi đi vô hòm hay gì đấy thôi, chứ không phải là qua lần trực tiếp với họ. Anh nghĩ là nhưng mà đến khi đã qua đó là cái tình huống nó đã khác nhau, cho nên vì vậy nó rất khó. Hy vọng là anh chỉ giải thích em là đất nước Campuchia là nó nghèo hơn Việt Nam mình, đúng không? Đất nước này nghèo hơn, chậm phát triển hơn Việt Nam mình, đúng không? Vì vậy nếu mà để mà lấy được những số tiền mà lớn hơn Việt Nam mình thì nó là một điều mình phải hết sức suy nghĩ, đúng không? Ở Việt Nam mình là lao động là mức trên dưới 10 triệu,
còn bên Campuchia không có đấy. Còn mà bây giờ một tháng 500-700 đô, vài ngàn đô thì càng khó hơn. Đó là nó có cái gì đó bí ẩn, đúng không? Bây giờ sợ rồi, đúng không? Đi lừa lương tâm mình không có cho phép là đi người Việt, mình đi lừa chính người Việt của mình. À, anh sẽ hỏi, anh sẽ trò chuyện với ba em trai bên này. À, trong tổng số 7 người được anh em hiệp sĩ ở Bình Dương, anh Nguyễn Thanh Hải cũng như tất cả các anh em khác, cũng như em Hùng, cùng với một số anh em khác để đưa về, cứu về đêm vừa rồi. À, trong 7 người vừa rồi thì sáng nay thì một người đã được người thân đã đón về rồi. Còn đây là 6 người, còn 6 tỉnh, gần như 6 tỉnh khác nhau. 4, 6 người thì 4 tỉnh đúng không? À còn 5, 5 tỉnh khác nhau đúng không? Rồi. À, thì bây giờ anh đã trò chuyện với ba anh em rồi, thế còn ba anh em còn lại còn có ai có ý kiến là muốn trò chuyện gì không, có gì bổ sung không? Tụi em cũng làm chung phòng hết luôn á, anh em làm chung phòng hết luôn, cũng đi cũng qua chung người cao nhất là 10 ngày. À vậy là 7 anh em được cứu về đêm vừa rồi chung một phòng, chung một công ty mà trốn ra cùng một thời điểm. Rồi. Đồng lòng trốn ra cùng một thời điểm. Rồi anh tiếp tục anh trò chuyện với em trai bên này. Bởi vì anh được biết là em trai bên này thì cũng nêu ra cái ý kiến bàn bạc cụ thể với tất cả các anh em ở trong công ty, những nạn nhân, những người ở Việt Nam mình gọi là máu đỏ da vàng, tìm cách bày cách để bỏ trốn, đúng không? Bởi vì ở Campuchia thì rất nhiều các trường hợp phải bỏ mạng, chắc chắn là em đã biết rồi. Cái đó là thực tế, đúng không? Rất nhiều các trường hợp đã bị bỏ mạng và nhiều trường hợp bị về đây anh phỏng vấn là bị đánh đập, bị trích điện, phải làm vô cùng dã man. Rất may mắn là trong cần này người, trong 6 trên 7 người đã được cứu sống đêm rồi. Thì ở đây thì anh nhìn sơ qua là chưa có ai bị thương, phải không? Hiện nay thì trong người có em là bị thương không? Có, chưa ai bị thương đúng không? Rất nhiều trường hợp mà về đây đã phải trở đi viện, các anh em đây đã phải trở đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe vì không thở được. Chúng dùng bằng rất nhiều thủ đoạn đánh vào ngực. Rất nhiều các em trai tuổi đời chỉ ngoài 20 xíu thôi, thân hình thì rất to nhưng mà về đánh không thở, không ăn được. Đó. Rồi anh trò chuyện với em. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Nguyễn Thành Dương. Nguyễn Thành Dương ha. Rồi. Em có thể chia sẻ cái câu chuyện tại sao mà các em đồng lòng tìm cách bỏ trốn một cách ngoạn mục mà đến giờ phút này thoát được ra khỏi đất nước Campuchia? Dạ, là cái ý định mà bỏ trốn về Việt Nam là em đã có ngay từ ngày đầu tiên em biết bị lừa, là em đã có ý định ban đầu rồi. Tại vì mục đích em qua đây không phải là kiếm việc, thì em đã có rất là nhiều ý định, nhưng mà cái cơ hội để tôi đến với em là vì cái người mà đồng hành với em là một cái thằng cô em á, là tên Bảo, là hiện tại đang bị bán ở Singapore á. Thì bạn nó còn quá kinh nghiệm, yếu kinh nghiệm sống á, nên em thấy là bạn không có kỹ năng để hỗ trợ em, mà một mình em thì chắc là không có thể mà thoát ra được. Thì cái cơ hội mà cái ngày hôm nay mà vừa là cái cơ hội mà vừa có một cái vấn đề mà tụi em phải trốn, tại vì không trốn được là em không có khả năng trốn. Thì tối đêm đó là lực lượng đặc nhiệm và police của Cam cập vào cái tòa nhà của team ở Phnom Penh, mà cái địa chỉ thì em không biết, tại vì nó toàn là tiếng Cam thôi. Thì đập và bắt đầu tụ tập mọi người hết, thì cái police có bắt một số người Trung Quốc lần nữa là người chủ về tầng lớp quản lý trở lên đi hết, và những người bảo vệ Cam một số cũng bị bắt đi rồi. Thế nên là em cũng tưởng rằng là mình cũng được cứu, nhưng mà thực tế là có một cái vấn đề là em có hỏi tiếp với một anh Bullitt đó, thì anh Bullitt có nói với em rằng là cất kể cụ thể hết đâu mà. Em cứ kể cụ thể đi, em nói chi tiết. Lúc ban đầu mọi người rút đi hết rồi, chỉ còn có lại 4 anh Bullitt thôi. Thì em tới em gặp anh Bullitt, em kêu là can you to speak liệt, mà anh đó anh không có phản hồi, là em nghĩ rằng là anh không biết tiếng Anh. Thì em mới kêu thằng cô em đi em á, tại vì em điện thoại em không có 3G, em kêu là móc điện thoại ra để anh biết tiếng Cam. Thì móc để ra đưa dịch chưa, mới móc ra anh nói là người em muốn nói gì. Thì em nói là anh ơi, em là người Việt Nam. Help me, em lúc đó em quý quá, em không có nói tiếng Việt nữa, mà em nói em là người Việt Nam. Help me, I was to show here, là cái là tôi bị bán qua đây. Thì ảnh không trả lời, thì em nói là anh ơi, em có được cứu về Việt Nam không, tại vì em tụi em bị lừa. Thì anh Bullitt nói là ở bên đây đang điều tra, và bên ảnh có nói với em một câu rằng là bên công ty này đã lo 200 mấy chục nghìn đô. Ảnh nói đúng 200 mấy chục nghìn đô luôn.
là công ty đó đã bỏ tiền để mua chuộc. Là 200 nghìn đô và đang hoàn toàn hoàn tất thủ tục điều tra, xong cái thủ tục điều tra là sẽ về thì bọn em sẽ bị làm việc bình thường. Ai muốn ảnh và ai muốn về Việt Nam thì lên trình báo với trình báo. Anh nói là ai muốn về Việt Nam thì lên trình báo. Anh nói vậy, lên trình báo. Thì em cũng tưởng rằng là mình lên trình báo thì anh nói là ngày mai sẽ tới làm việc. Thì em vẫn lên trình báo thì kêu công an tới làm việc thì em chờ mãi tới trưa không thấy làm việc gì mà vẫn có công an trực đó và nhốt không cho Nguyễn đi lung tung. Và ngay cả bảo vệ cao và số người vẫn trở lại với anh. Thì vẫn là những cái kiểu mà kiểm soát điểm rất là chặt chẽ, mặc dù là camera nó không có ai kiểm soát camera, công an nó rút hết camera rồi. Thì ảnh lên kiểm tra và em nghe thông tin là hôm qua có một cái anh sếp tổng đã trốn, trước khi công an gặp đến là đã trốn đi rồi. Ảnh có nhắn tin với lại một cái anh công ty và nói là ngày hôm nay tụi mình sẽ được chuyển đi về nơi khác làm việc. Thì em nghe được thông tin đó là trong đầu em là giờ không đợi chờ và niềm tin vào công an cao nữa, mà phải mình tự động và tìm kiếm cách nào mà mình thoát được ra, những sao mình thoát được về Việt Nam rồi. Còn vấn đề là tụi em bị bắt lại thì em mới không quan tâm, lúc đó là tụi em chỉ cần là biết được ra được, bắt được thì liều mạng. Thì có nhờ cái anh hiệp sĩ anh Hùng, em có kết bạn tại vì tối đó anh Hùng có nhắn tin với em và gọi điện thoại Zalo với em, con là nói là tụi em tìm cách trốn đi, trốn ra được đó thì chẳng có 1-2 cây số thì bên anh sẽ đưa xe tới rút tụi em đi. Thì anh cũng có chỉ em là lên phương án trốn, thì em nói cái này em cũng có biết rồi, tụi em cũng từng học những cái kỹ năng sống á. Thì em cũng làm, nhưng mà thật là lấy cái áo của mình nhúng ướt ra đi để cái mình biết nó không dễ dễ bị xích. Thì khi là một loại tắt 2 cái chân sắt để mình nó vốn là như cái vòng quay, gọi là các anh em ở đây bày cách để hướng dẫn cho Hùng để chỉ cho em. Dạ, đúng, rồi. Đúng không, là chỉ sắp lức khăn hoặc quần áo chăn mùng mền để buộc vào cửa. Dạ, tìm một vật gì cứng có thể siết cái dây đó. Dạ, nó sẽ lổ những cái mối hèn ra. Đúng không, mối hèn ra thì tụi em cũng có làm, nhưng mà tại vì cái thanh sắt của tụi em rất là ngắn, nó không có lực không đủ để tụi lực. Em xoay không đủ lực để quay thì anh nói là tìm đầu bếp thì xuống bếp thì cái là tụi em không rơ được tới bếp, tại vì rơ tới bếp là bảo vệ nó chích điện. Nó chỉ cho tụi em tới khu vực ăn mà khu vực không có nữa, nhưng mà không có cái gì là công cụ gì để đó. Thì ảnh nói trong nhà vệ sinh thì không may là có một tớp á, là tụi em ở trên lầu chính là tập trung lại là chuẩn bị là lấy cái chăn anh cắt ra làm dây thừng hết trơn rồi. Thì cái phòng đối diện bên đó là cái cửa sắt và cái món hàng là tụi em đặt bung hết rồi, tụi em cũng bắt đầu trèo lên xuống trốn qua nhà bên cạnh bắt đầu chỗ đó. Thì em xuống em cũng tình thì đúng em nói là em hứa với mọi người là em trốn được thì em chỉ ai muốn trốn thì tụi em sẽ dẫn đi cùng, thông báo thì em cũng thông báo xuống tiền. Mà không may lúc đó em không để điện thoại, cái bạn phát này là có nhắn tin cho em và gọi điện thoại em nói là anh đang ở đâu, trốn thì chưa đi đâu. Thì em nói là chưa, tụi anh cũng bị trốn. Thì em túng một người đi trốn, ai ngờ là một người trốn với em rồi. Thì em hỏi là trốn đâu, thì trốn trong nhà vệ sinh ấy, cái khu vực mà đại tiện là có một cái cửa là một người đã bung cái sắt ra được vừa đúng cái đầu mình tui ra thôi. Thì em mới nói cái một cái anh cùng phòng đây, nói là anh lên thông báo mọi người đi, có gì tụi em đi chậm chậm, em chờ và em sẽ gửi định vị cho mọi người. Nhưng mà định vị là chỉ có riêng mình thôi, còn không được gửi ra, vì thực tế là có những người không hợp tác với mình, không có hợp tác. Thì em không nói là người đó như thế nào, nhưng mà người ta không có không hợp tác. Em sợ những thông tin nó tiết lộ thì ảnh hưởng tới việc chạy trốn tụi em. Đúng rồi. Thì em mới nói anh nói lên phòng, thì anh nói lên phòng thông báo với là mấy anh này nè, thì bắt đầu chuyến sau thì tụi em đi tới đâu là gửi định vị và liên lạc liên tục, nói chung là liên lạc liên tục á. Mà tụi em không đứng yên một chỗ, anh không đứng yên một chỗ, anh không phải chỉ rồi không nên đứng yên và tìm những cái công việc mà kín đáo á. Thì mình làm việc thì tụi em có tiền đúng cái quán cà phê, tụi em coi được một cột tiền, tại vì em mới qua em đâu có không có một tiền nữa. Thì mấy anh này thì có tiền, một quán cà phê ngồi tập trung là anh em rồi bắt đầu chờ xe. Mình định dạy được chiếc xe anh Hùng gửi là bản số rồi xe đó một gì lên xe. Tụi em chỉ biết lúc đầu tụi em lên xe tụi em thật sự là không có tin luôn anh. Tụi em cũng bàn tính trước rồi, nếu có sự việc gì tụi em cũng là người nói là phân bổ vị trí là khống chế tài xế rồi bắt đầu xuống xe và tìm cách. Nếu như tình huống xấu xảy ra là có thể là 6-7 người trên chiếc xe đấy. Dạ đúng, tại vì em thì cũng không có biết rõ chính xác, tại vì em vừa không tin và vừa cũng cho người ở Việt Nam liên hệ với người Việt Nam để đi tìm hiểu là cái anh Hải này. Mà đúng anh Hải, tại em biết anh Hải, em có coi YouTube anh Hải rồi thì em có biết, nhưng mà em nói là sợ những người mà dễ dàng đó, thì nhờ mọi người ai mà có khả năng mình mà biết được nhà anh đó ở đâu để xác nhận là anh đó đang giúp mình, phải đúng anh đó không. Thì mọi người là anh bạn công này là có xác nhận là đúng anh Hải đang giúp mình đó, thì tụi em mới yên tâm.
rồi mình qua tới gần tới biên giới cửa khẩu Tho Mo là sang xe thì tụi em lại không tăng được hình thức sang xe, tụi em bị lừa rồi. Cứ sang xe là đi bị bán gì khác, gọi là em đang ám bị ám ảnh là sang xe là bị lừa, đó là ám ảnh. Và em có nói rồi, nếu cái bài phát đó là nếu tầm 2 cây 7 nữa là quẹo trái mà tài xế không quẹo trái là tụi em thì tụi em sẽ xử tài xế khống chế để lên xuống xe luôn, tại vì gần biên giới, gần cửa khẩu Việt Nam là tụi em khả năng là trốn thoát cực rất cao. Đúng. Thì các em tới là em sẽ, tại vì người Việt sẽ bảo vệ mình. Đúng. Và không những về biên giới mà em nghĩ chắc chắn là gần cửa khẩu bên cao của các người Việt đang sinh sống ở đó. Đúng. Người ta sẽ bảo vệ mình, chỉ cần là nếu tài xế không quẹo trái mà đi nơi khác là tụi em khống chế để xuống xe liền, mà đúng anh tài xế là quẹo đúng tuyến đường luôn. Thì sau đó phát nhắn tin là đúng tuyến đường rồi, mọi người đúng tuyến đường là ok, là em biết là đúng chính xác là mình được cứu rồi đó. Thì về tới biên gần tới cửa khẩu thì gặp anh Hùng. Đúng. Tại vì anh Hùng có nghĩa là các anh em ở đây đã lên phương án là hình thức đi xe gì và ai là người trực tiếp và xe ở đâu đón và đón ở điểm nào. Vì vậy cho nên là cái chuyến hành trình, cái cuộc hành trình phải nói là giải cứu 7 người trong một cái công ty gọi là công ty lừa đảo bên Campuchia thì phải nói là một cách rất tốt đẹp. Nhưng mà đến giờ phút này thì còn phát sinh rất nhiều cái. Các anh em đây hiện nay thì sức khỏe hoàn toàn là ổn định, phải không ạ? Có ai có mệt mỏi không? Có anh em nào mệt mỏi không? Ở đây tất cả em, tại vì em ăn cũng có được với lần thứ nhất là em học ở bên đó em khó ngủ, không có quen, tức là em ở môi trường cái lạnh thì em không ở được, mà em ở không được với lịch thực tế là anh em qua em thấy em về bị người ớ, anh thấy thì em cũng thân này nhiều rất cố, nói chung là xúc ký, nhưng mà em trong đầu em chỉ là lúc đó chị nghĩ là làm sao được Việt Nam, em nói là có chết em phải về Việt Nam. Thì cũng là quay lại cái câu chuyện các tài xế ảnh dẫn du em, tụi em có tin rằng là anh sẽ bán em nữa một lần nữa không? Các anh tài xế mà chở tụi em về đây nè, trước khi mình sang xe á, thì anh đã tin cũng là trong, đúng rồi. Anh xong anh nói là nếu anh bán em thì làm gì nữa, xong em trả lời nó là lúc đó em chỉ biết liều mạng thôi, thì em muốn rất là người về Việt Nam, anh mà bán em lần nữa là em sẽ liều mạng. Thì nói chung là tụi em đã tính hết rồi, tại vì giờ em nói là anh em cùng đi thì cùng sống, không có bỏ ai hết. Chứ không phải là giống cái kiểu mà mình chạy ai chạy mình chạy, tụi em nói là cũng đưa em một phân chia đồng lòng ha, để đồng lòng với mình, tụi em không chỉ ví dụ đi rồi ví dụ đi nhóm, ví dụ nào không có 3G 4G thì đi với một người đó, nếu mình đông thì mình sẽ chia ra là nhóm 3 người, mà mình ít thì mình chia ra nhóm 2 người mình đi, cứ một người không có 4G không có đi làm được thì đi với một người có mạng để với cùng đi làm với nhau, đi chia xong tới một điểm đó mình sẽ tập trung lại hết. Thì lên xe thì mọi người hỏi là bây giờ ý mọi người sao, xuống xe là xuống, tại vì em có quen cái địa chỉ của mình nên rất không tin là cứ xuống xe thì chỉ tìm cách đưa về Việt Nam. Thì xong đó em nói là giờ nếu mình xuống xe á, mình đặt niềm tin đúng chỗ rồi mà mình không tin người ta, mình xuống xe bỏ đi, thì thay vì giống như mình phủ lại cái lòng tin người ta thì tụi em cũng chấp nhận đi tới cùng, để nếu mà tới gần cửa khẩu thì có trục trặc thì tụi em sẽ theo hành động mà lúc ban đầu mình tính trước rồi. Nếu mà cái sự giải cứu này là một cái là cú lừa nữa thì tụi em sẽ liều mạng, nói chung là tụi em sẽ nên lúc bây giờ buộc lòng phải liều mạng để thoát thân. Lúc ban đầu thì em nói là em có nói mọi người là ví dụ như có một trường hợp xấu nhất mình không gây thương tích hay không nên là làm ảnh hưởng tới mình dính tới pháp luật thì mình không nên, chỉ cái này là trường hợp xấu nhất thôi, tình huống xấu nhất buộc lòng để phải tìm cách. Em tại vì mà nó là tại vì khi mà ví dụ như là người không biết là người đó là người Việt gốc Việt hay là người Cam gì đó, mình ảnh hưởng tới pháp luật là người bên đó là sẽ bảo vệ công dân của nó, không có bảo vệ Việt Nam mình đâu. Chỉ có người Việt bảo vệ người Việt thôi, chứ không có mà người ví dụ như là công dân người Cam thì người ta sẽ bảo vệ người Cam chứ không có bảo vệ người Việt. Thì em nói với anh em nói ok biết rồi, thì nói chung là em cũng đặt tụi em nói là tụi em lên xe tụi em cũng nói chuyện với anh tài xế là mong tụi em đặt niềm tin đúng chỗ, mà thực tế là đúng rất chỗ. May mắn ha. Dạ. Rồi tới khi mà tới cửa khẩu em thấy anh Hùng ngồi trên ghế này, nói là anh Hùng gọi em này, em thấy mặt phải anh gọi video call em rồi này, là em đi mừng để biết là lúc đấy yên tâm rồi. Lúc đó rất là vui luôn, nhìn thấy cái cửa khẩu biên phòng bộ đội Việt Nam là rất là vui, về tới Việt Nam là rất là vui rồi. Lúc đó là quá mừng rồi, biết rõ là mình em còn chọc vui với là mọi người là có ai mà có muốn quay trở lại làm việc không, nghe tới Cam đấy không, ai hỏi tới Cam không có đâu anh, vì sao nghe tới Cam bắt đầu là nghe tới là sợ đó, bây giờ em vẫn còn ám ảnh luôn. Đó. Bây giờ thì hiện nay thì 6 trên 7 người, vì một em trai đã được cả gia đình đưa về rồi. Còn ở đây thì còn 6 anh em nữa. Anh Hùng, gọi là Hùng thì đưa em trong các anh em trong ở đội hiệp sĩ ở Nguyễn Thị Hải thì trực tiếp là người đưa em về, đúng không? Đưa tất cả các anh em về đây. Đưa qua đây thì chắc cái này em sẽ biết rồi. Các em qua đó thì bằng hình thức gì thì anh hiện nay thì anh cũng chưa có cần phải tìm hiểu kỹ nha. Mỗi người qua một hình thức khác nhau. Thế nhưng về là một hình thức khác nhau, đúng không? Về mới đi nó khác nhau.
đi thì có người bị lừa cách nào là lừa cách kia, nhưng mà về tất cả đều cùng một hướng là được em Hùng đây đưa về bằng đường qua cửa khẩu. Vì vậy cho nên tất cả các em ở đây là không ai, gần như là không ai có giấy tờ gì hết, đúng không? Có ai có giấy tờ không? Không có, đúng không? Vậy lúc ban đầu là em lên em không lên theo giấy tờ. Rồi thế cho nên vì vậy không có giấy tờ cho nên đi qua đó là chắc chắn là về đây là phải qua, mất phí tiền xe là một, phí lục phạt là hai, đúng không? Thì hiện nay thì các em hoàn toàn là không có tiền, đúng không? Các em hoàn toàn là 6 trên 7 người là hoàn toàn là không có ai có tiền. Bởi cái tình huống mà nhảy ra đã có tiền là người ta không sang đó, đúng không? Hay vì vậy đã thoát được ra ngoài thì không ai có tiền, là người có tiền mà để mà đi qua đằng bằng được cửa khẩu cả. Hay vì vậy cái số tiền mà các anh em ở đây bỏ ra để đưa cứu sống các em đưa về đến trở về đây thì nó cái số tiền nó không phải là nhỏ, hiểu không? Nhưng bây giờ là không phải là cái số tiền đó, vì anh em đây bỏ cái số tiền này, nó phải nói là nó rất lớn để đưa các em về đây, mà giờ đi đòi lại các em thì phải nói là rất khó. Bởi vì sao? Mỗi người một tỉnh thành, không phải ai cũng có điều kiện, đúng không? Hay vì vậy cho nên là anh hôm nay phỏng vấn trực tiếp là 6 trên 7 người trong cái cuộc hành trình bỏ trốn từ Campuchia về đây, để hy vọng là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hiểu rõ câu chuyện này. Có thể là đóng góp chia sẻ cùng với anh em hiệp sĩ ở đây một phần nào đó để cho bớt đi một cái gánh nặng, đúng không? Bởi vì anh em ở đây làm hoàn toàn là giúp người, không có đòi hỏi chế độ gì hết, đúng không? Ở đây có anh em nào đòi tiền đòi bạc không? Có anh em nào đòi xin tiền không? Dạ không. Không, đúng không? Còn là các anh em hiệp sĩ ở đây là cứu em về là hoàn toàn là không có đòi mà không có xin, đúng không? Gia đình mình tiền bạc gì, đúng không? Hoàn toàn là tự nguyện để giúp đỡ. Vì vậy nên mỗi một người chi phí về đây là phải nói là cũng rất tốn, cũng tới mười mấy triệu. Là bảy, hiện nay là 6 người, còn một người đã được gia đình đưa về rồi. 7 trên 6 người này là tương đương 80-90 triệu. Đó, cả 90 gần ngót 100 triệu là các anh em để bỏ đã đưa về. Mà không phải chuyến này, mà nhiều lần chuyến khác, rất nhiều anh em đã phải bỏ tiền ra để đưa các anh em, các người thân về. Bởi nhiều gia đình với nó ở các tỉnh rất xa, không có điều kiện buộc lòng giúp người ta. Thì cũng hy vọng là em có điều nào em muốn chia sẻ, muốn nói chuyện để cho các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng mọi người hiểu rõ cái câu chuyện này. Bởi vì thực sự là giúp người là một việc làm rất tốt, nhưng mà kinh phí thì hiện nay thì anh em không có. Thì em có lời nào em muốn chia sẻ? Rồi thì em thấy là em cũng thay mặt các bạn với mà là anh ở đây là cái đội được giải cứu, được cái đội anh Hải hiệp sĩ, đội hiệp sĩ Bình Dương cứu về Việt Nam từ Campuchia về Việt Nam vào tối hôm qua. Thì nói chung là thực tế là em cũng đã nghe và thấy, tại vì rất là tốt về chi phí vận chuyển từ Cam tới biên giới, và rồi từ biên giới Khmer Long An về tới Bình Dương, thì cái đội anh Hải hiệp sĩ là bỏ ra số tiền lớn của hàng trăm triệu, nói chung là trên 100 triệu, cũng chi phí trên 100 triệu. Thì ở đây thì các bạn cũng nghèo, cũng khó khăn, nói chung là chưa có khả năng để chi trả hiện tại, với là gửi lại anh. Thì thực tế là ở đây tụi em đại diện cũng cảm ơn đội hiệp sĩ của anh Hải Bình Dương và anh Hùng và tất cả mọi người trong nhóm. Thứ hai nữa thì cộng đồng mạng em không biết, là tại vì em cũng mong muốn cộng đồng mạng là những anh chị cô bác ở phương xa hay là đang các bạn trên khắp ở trên Việt Nam, thì mọi người anh chị nào có tấm lòng họ có thể khả năng, có là em xin cho bản thân của em, hay là em muốn là đội hiệp sĩ của anh Hải Bình Dương này có rất nhiều chi phí để cứu. Không phải hiện tại, hiện trạng thực tế luôn, rất là nhiều người Việt Nam ở bên Cam vẫn chưa được cứu vì họ không có tiền được về. Thực tế là họ không có tiền, tại vì họ đi qua đó để mục đích là đi, nếu đi đã đi làm thì họ kiếm tiền, nhưng qua đó lừa thì không có tiền mà phải tốn tiền để chuộc về. Thì mong cái đội của anh á, em chỉ mong thôi, được gặp được rất là nhiều người tấm lòng nhân ái hỗ trợ cho cái đội hiệp sĩ của bên anh là anh Hải Bình Dương, thì có nhiều kinh phí để anh tiếp tục được hành trình để cứu những người Việt ở bên Cam về Việt Nam. Em chỉ mong là cái điều đó là anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em nhiều. Bởi vì kinh phí một chuyến đi như này là không phải là ít đó, đi từ đây ra cửa khẩu không là tiền xe không là hết khoảng 2 triệu rồi. Đó là thuê một chuyến xe từ đây ra cửa khẩu là hết 2 triệu, nhưng từ cửa khẩu sang đó còn nhiều loại phát sinh phí khác và tiền lục phạt qua biên phòng, chắc chắn là em hiểu. Nếu em qua đó đi chơi đi du lịch thì nó là cái tiền phạt khác, còn đây người ta biết rõ là mình là những đối tượng, những con người đang bị lừa, buộc lòng mình phải về, hình dung không?
Thế vì vậy cho nên người ta sẽ có những cái mức tiền nó sẽ khác, không giống như những người Việt Nam mình sang đó để chơi, đi chơi hay đi du lịch. Em hiểu không? Thế vì vậy cho nên các anh em đây bỏ là phải có rất nhiều các kinh phí để gọi là giúp, không phải 7 trên 6 người hiện nay còn ở đây mà còn rất nhiều người trước đây và tới đây còn nhiều trường hợp khác. Rất nhiều người đã liên hệ cho anh và anh em trong đội. Nhưng mà rất tiếc là còn nhiều cái nó chưa được sáng tỏ, chưa cụ thể, cho nên là các anh em chưa có giúp về được. Hy vọng trong thời gian tới thì các anh em ở đây cố gắng giúp được nhiều người hơn nữa. Các anh em ở đây còn điều nào muốn chia sẻ, muốn cảm ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không? Rồi thì chúng em cũng cảm ơn mọi người trong đội hiệp sĩ anh Hải Bình Dương, thì chúc mọi người có nhiều sức khỏe, may mắn luôn, mỉm cười để mọi người có rất là nhiều ví dụ như là nguồn thu nhập từ khác, hoặc là có những tấm lòng để hỗ trợ cho đội anh Hải có nhiều kinh phí để tiếp tục hành trình giải cứu người Việt. Rồi. Rồi, cảm ơn em nhiều. Em trai có điều nào muốn chia sẻ không em? Dạ, em cũng có, em cũng cảm ơn đội giải cứu của Nguyễn Hải Bình Dương, rất là luôn có một cái sức khỏe, có một công việc khó cái đó để giải cứu những người ở bên nước Côn, Thái Lan nó bị về Việt Nam và về đất nước Việt Nam bị sao. Rồi, anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em. À, em trai này, em có điều nào muốn không? Muốn nói chuyện nào, muốn chia sẻ trên cộng đồng mạng không? Thay mặt các anh ở đây thì cũng cảm ơn đội hiệp sĩ của anh Hải để giải cứu em thoát khỏi cảnh tù ở bên Campuchia, đứng tù. Bây giờ là mình sợ rồi đúng không? Không biết nói gì thì giờ cũng cầu chúc cho đội hiệp sĩ của anh Hải thì luôn luôn có sức khỏe để mà cứu những người ở từ Côn về, những nạn nhân từ Campuchia về. Rồi, anh chúc em luôn nhiều sức khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì mình bỏ cách xa ý định sang đất nước bạn Campuchia để lấy được tiền đô về là khó ha. Rồi em trai em có điều nào em muốn chia sẻ, muốn cảm ơn các anh em ở đây không? Em cảm ơn anh Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Hải, cùng với anh em các anh em trong các trong đội. Các anh em là như Hùng là người trực tiếp đã giúp đỡ bọn em và đưa em được qua biên giới và được trở về. Anh rất xin chỉ là cảm ơn được anh là vận hiệp sĩ đó. Anh Nguyễn Mát Thanh Hảo đó. Em chỉ rồi, cảm ơn em nhiều rất nhiều. Rồi em trai em có điều nào muốn chia sẻ không em? Thì em cũng hai mặt với anh em thì em cũng cảm ơn đội sĩ anh Hải và anh Hồng mới là người trực tiếp luôn là chỉ tụi em và đưa tụi em về Việt Nam được đó. Thì em cũng biết nói vậy thôi, em cũng biết cảm ơn và chúc đội sĩ có nhiều sức khỏe để giải cứu được nhiều hơn. Giờ hiện tại bởi là còn rất nhiều người Việt Nam mà luôn chưa về được. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Chúc em luôn nhiều sức khỏe ha. Rồi, còn em trai cuối cùng. Em thì cũng xin cảm ơn đội sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải và anh Hồng đã giúp đỡ tụi em thoát khỏi từ bên cam về Việt Nam. Thì chúc cho đội của anh Hải thì có nhiều nhà hảo tâm người kia có thể hỗ trợ kinh phí cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương để có kinh phí để giải cứu các anh em đang còn ở lại Việt Nam về Việt Nam sau. Rồi, anh cảm ơn tất cả các anh em ở đây. Chúc cho tất cả anh em ở đây luôn nhiều sức khỏe. Hy vọng là mình về mình có thể chia sẻ cho những người bà con, những người anh em, những người bạn thân không có tìm đường để sang đất nước Campuchia, dù rằng bất kể hình thức gì. Vì sang đó mình không giống như mình mơ tưởng, sang đó là tất cả đều là lừa đảo, không có một cái gì còn là dễ dàng hết nhé. Rồi, công trận xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo, trong